Đây là chai các bạn nhé. Hôm nay mình tình cờ mình gặp được món này. Thực ra là mình định rẽ ra, mình định mua ít giò chả, thế xong rồi là nhét vào tủ lạnh để cắt ra ăn với cả bánh mì hoặc là ăn với đồ ăn sẵn ăn dần. Thì ví dụ khi ăn với cả mì tôm hoặc là khi ăn với bánh mì thì chỉ cần lấy rau dưa bắp, rau muối chua hoặc là dưa chuột hoặc là những cái đồ ăn sẵn đấy thì mình chỉ cần kẹp vào là ăn được ngay. Thế nhưng mà ra đến nơi thì lại đổi ý. Tự nhiên là lúc đấy lại không thích ăn nữa, thế là lại đổi ý lại mua những món khác nhau. Thế thì trong đấy là có món chai này. Cái chai này thì tự nhiên mình thèm ấy, thì tự nhiên mình nhìn thấy tự nhiên mình thèm cháo chai. Bình thường mọi người hay nấu bán ấy, thì là ăn thì tự nhiên là nhìn thấy thì thèm, thế là mua mua chai về định nấu cháo, tại vì ở đây người ta không bán cháo chai. Nhưng mà mua về đến nhà, để ở nhà được một tí rồi thì tự nhiên mình lại rất là thèm canh riêu chai. Thực ra là chai này nấu được rất là nhiều món. Người ta có thể là nấu cháo chai này, người ta bán nấu cháo chai ở những hoặc là người ta cũng có thể là xào chai với cả rau răm, hành, rau răm cà chua, hay là xào với cả hành thì là gì đấy, tùy mỗi người làm mỗi kiểu ấy. Đấy, có thể là chai xào mà cũng có thể là chai dùng nấu cháo, mà cũng có thể là người ta nấu canh riêu chai. Thì tự nhiên là ban đầu định ăn cháo chai, nhưng mà đến lúc mà về để một lúc thì tự nhiên lại cảm thấy rất là thèm canh riêu chai, cà chua, hành thì là đấy. Nó kiểu là cái kiểu nó rất là thanh thanh mát kiểu mùa hè ấy. Vị nó rất là khác với cả những cái loại canh khác luôn. Tức là làm thì nó lích kích hơn là đồ ăn sẵn, nhưng mà nó đổi vị đi, nó kiểu nó ra kiểu mùa hè một chút, nhưng mà nó còn nhanh hơn là làm canh cua, tại vì canh cua thì nấu còn mệt hơn. Ở đây mọi người không giã sẵn cua bán cho mình, mà nếu trường hợp những người giã sẵn thì mình còn sợ là không biết ở trong đây có con gì hay không, đỉa giả vắt vít hay không, cho nên là bán sẵn mình không dám mua. Những cái đồ mà nó gọi là nó mang tính chất mà nó mang tính chất hơi nhạy cảm một tí thì mình lại không dám mua sẵn. Thế thì canh cua thì làm thì rất là mất thời gian. Cái này thì nó cũng thanh thanh mát gia vị mùa hè, nó cũng ấy, nhưng mà nó lại mất ít thời gian hơn so với lại canh cua. Tự nhiên là lúc đầu thì mua là định nấu cháo chai, nhưng mà bây giờ tự nhiên là rất là thèm món canh, gọi là canh gì nhỉ? Gọi là canh riêu chai với cả cà chua với cả hành thì là đấy. Nó có nhiều cách nấu lắm, mỗi người nấu một kiểu, nhưng mà mình thèm thèm cái vị đấy, nó kiểu nó thanh thanh mát ra kiểu mùa hè, quyết định nấu món đấy.